Rồi. Chào các bác. Rất vui khi gặp lại anh em. Rất mong mọi người sẽ xem và chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình nhá, để kênh ngày càng phát triển, ngày càng hoàn thiện hơn nữa, để đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng mạng của chúng ta. Đấy. Tôi đang đi xung quanh cái ngôi nhà này. Đấy. Nhà này nhà mái Thái, làm kiến trúc nhà mái Thái các bạn nhé. Nhà gồm có 4 gian. Bên này là gian gian thờ. Bên ngoài này là phòng khách. Còn 4 phòng kia. 4 phòng. 4 phòng bên kia. Đấy. Và 2 phòng bên kia và 2 phòng bên này. Ở giữa là cái hành lang đi. Nói chung là nhà này thì tương đối là rộng. Rất rộng các bạn ạ. Anh ơi, phòng khách của nhà này là bao nhiêu mét vuông? Ai à, phòng khách 30 mét vuông các bạn ạ. Đấy. Hai phòng ngủ bên này là 10 mét vuông. Còn hai phòng ngủ bên này thì phải tầm mười mấy mét vuông ấy nhỉ. Đấy, rất là rộng. Nhà này thì thoải mái. Ở đây. Bên này là thợ đang làm việc. Cho em nhờ tí. Nhờ chỗ này. Phòng rất rộng. Hôm nay sương mù, trời âm u. Đấy. Nhìn không rõ được luôn đấy. Máy quay bị mờ. Hôm qua thì nắng nữa. Hôm qua là nắng to đấy, chiều qua ấy. Đấy. Mà sáng nay lại âm u. Còn có sương mù, mưa phun xuống nữa. Mà xây này thì không tốn vữa nhiều nhờ. Tế phụ nhàn lắm. Cái thước này để làm cái khung của nó bên ngoài, đặt thước cho nó vuông. Lấy ấy là mép ngoài à, xây theo lấy theo chuẩn mép ngoài à?